Trong mô hình hoạt động hợp tác xã kiểu mới đang dần hướng đến việc liên kết chuỗi, và đây là một bệ đỡ vững chắc nền tảng cho nông dân cũng như nền nông nghiệp của nước ta trong thời gian sắp tới. Gà nòi Nam Bộ, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, phân bố chủ yếu tại thị xã Gò Công. Ở đây thì mình thường tạo ra cái giống gà này bằng cách nào ạ? Hay là mình có sẵn của địa phương rồi? Lấy cái giống của địa phương. Thường là cái giống địa phương con gà mái rất là đồng đều. Con cha nó chọi con mái là mái nồi. Mình lựa con gà mái tỷ lệ đồng đều, đặng mình đạp gà chọi nó ra thì cái con rất tốt. Thịt nó săn chắc, nó dẻ. Nếu như mà hồi xưa cháu nhìn quả trứng này thì nó giống hệt quả trứng của con gà ta đấy. Ừ, gà ta là gà đất mình á, gà đất á. Hiện nay thì các hộ trong hợp tác xã của mình liên kết với nhau thì mỗi một hộ sẽ đảm nhận một khâu hả chú? Đúng rồi, mỗi hộ đảm nhận một khâu. Như chú thì hiện tại đang đảm nhận chính là khâu gì ạ? Cái khâu về ấp trứng, kỹ thuật ấp luôn. Khi mà mình nhặt trứng vô á, thì mình đưa vô máy ấp. Cái thời gian ấp ở trong cái máy này là 17 ngày. Nhiệt độ ấp nó thì từ 37 đến 37 đầu năm. Một tháng chú cung cấp được bao nhiêu trứng cho thành viên của hợp tác xã? Nếu mà đưa vô máy này thì nó khoảng cỡ 16.000 trứng, thì nó nở từ mới được là khoảng cỡ 10 đến 12.000 con. Con gà ở tầm tuổi hơn một tháng tuổi thế này mình chỉ cho ăn cám không thôi ạ? Giai đoạn nhỏ thì mình cho ăn chín một một, cái cỡ tháng thứ hai là mình cho ăn chín một hai, rồi ăn chặn một tháng, giai đoạn lớn là mình cho ăn 924. Mấy cái 912, 924 như thế là mã cám à? À, mã cám. Ở tầm tuổi này thì cô sẽ nhỏ những loại vaccine nào cho gà? Mình nhỏ vaccine cầu trùng 3 ngày là phải phun xương nè. Để tới 7 ngày, 5 ngày là phải nhỏ vaccine cầu trùng nè. Để tới 10 ngày mình phải đâm đậu, đâm cánh cho gà nè. Để xong mình phải chích cho nó một lần tả. 14 ngày là phải nhỏ vô họng nó, nhỏ gum bơ rô. Xong rồi 18 ngày là phải cho dùng cho nó uống IB88 là trị đường hô hấp. Xong rồi tới 21 ngày là mình phải cho nó uống tả lại nữa, tái lập lại nữa. Dạ. Rồi xong rồi mình mới chích hết 5N1 là cúm của gà đó. Rồi đã qua một tháng là phải dùng hết tất cả các loại vaccine đó. Những con gà này cháu đoán chắc khoảng được 3 tháng đúng không chú? Đúng rồi, gà này đến hôm nay là nó được 90 ngày, là 3 tháng tròn. Nếu mình nuôi đủ thì bao nhiêu lâu có thể bán được ạ? Mình thăm 1 tháng nữa, là nó khoảng 120 ngày. 4 tháng đi ạ. Khi mà gà của các hộ đã nuôi lớn rồi thì họ sẽ bán thế nào ạ? Đúng rồi, những cái hộ thành viên của hợp tác xã mình sau khi được nuôi lớn thì được hợp tác xã sẽ thu lại hoàn toàn. Tại vì hợp tác xã của mình là cung cấp từ con giống cho đến quy trình chăn nuôi khép kín cho thành viên. Và bên cạnh đó thì mình làm theo cái chương trình Việt Gáp á, thì toàn bộ những cái thành viên của mình đều sẽ ghi chép lại toàn bộ. Thì khi mà trước khi xuất bán thì anh đó sẽ đem cái sổ lên kiểm tra lại hết, thì nếu đúng cái quy trình đó và thời gian cách ly kháng sinh hay là những cái hoàn toàn không sử dụng chất kích thích tăng trưởng hay là cái gì mà đường bộ nông nghiệp mình cấm thì không được sử dụng, thì bắt đầu con gà mới đạt tiêu chuẩn và mình mới đem vào giết mổ và mình xuất. Trong mô hình hợp tác xã, các khâu luôn được chuyên môn hóa từ việc con giống, chăn nuôi cho đến bao tiêu đầu ra. Chính từ điều đó, sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc và tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Sản lượng khoảng 60.000 con trên một năm, tiêu thụ tại Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận.